Câu chuyện này kể về gia đình thím Tư. Không hiểu sao chú Tư lại đột ngột qua đời tại nhà. Lúc sáng ra, thím gọi chú Tư dậy thì không thấy chú trả lời. Thím còn cầu nhau quát mấy câu. Tuy nhiên, sau khi quát mắng mà chú Tư vẫn nằm im thin thít. Thím Tư tức quá, đến lay lay người chồng thì thấy chú Tư đã chết cứng. Thím Tư sợ quá, chạy ra ngoài gào ầm ĩ. Hàng xóm chạy sang, người thì vật chú Tư nằm ngửa, người thì xoa nắm tay chân, người thì bấm nhân trung, người thì gọi xe đưa chú Tư đi viện. Không hiểu sao, bốn người đàn ông lực lưỡng vậy mà không nhấc nổi chú Tư gầy gòm. Một người chạy ra ngoài gọi lớn: "Ông Tư bị cái gì mà nặng lắm, bốn anh em tôi nhấc không nổi, mọi người vào phụ một tay đi." Hai người khác thấy vậy chạy vào. Thím Tư thì tay chân lóng ngóng, không biết phải làm sao. Sáu người túm lại lăn chú Tư ra cạnh giường, mà không hiểu sao vẫn không nhấc lên được. Một người nói: "Hình như anh Tư mất rồi, anh ấy không muốn đi viện hay sao ấy. Bình thường anh Tư nhỏ con thế, mình em bế nhấc bổng anh ấy ném xuống ao còn được mà." Một người bèn bảo: "Anh Tư ơi, có phải anh không muốn đi viện đúng không? Anh cho chúng em biết để chúng em biết đường xử lý." Cái bụng đang căng của chú Tư nổ bụp một cái. Mấy người ngồi cạnh giật thót tim. "Nổ gì vậy?" "Hình như nổ hết trong bụng anh ấy đấy. Nghĩa là anh ấy mất rồi, không muốn đi viện tốn kém hay sao ấy." Thím Tư lao tới ôm lấy chồng: "Anh ơi, sao anh lại bỏ em đi như vậy? Nếu anh không đi viện thì cũng phải để mọi người đưa anh xuống dưới, chứ trên gác thế này làm sao mà làm lễ được hả anh?" Nói rồi thím Tư nâng phần đầu chú Tư lên nhẹ nhàng. Mấy người hàng xóm thấy vậy cũng phụ nhấc chân cho chú Tư. Quả nhiên cái xác nhấc lên được dễ dàng. Đưa xác xuống dưới thì thím Tư nhờ người báo tang rồi tổ chức đám ma an táng. Lúc đắp mộ cho chú thì mọi chuyện vẫn bình thường. Không hiểu sao ngày hôm sau thì thấy phần mộ như có ai đào xới khiến đất vang ra. Có vẻ ngôi mộ bị phình ra so với hôm trước. Thím Tư thấy vậy sợ lắm. Thím đi quanh ngôi mộ dòm ngó xem có đứa nào nghịch ngợm lên phá phần mộ của chú Tư hay không. Tuy nhiên trên mộ không có dấu hiệu gì lạ. Bát cơm quả trứng cúng trên mộ cũng biến đâu mất. Thím Tư vung lại đất lên cho phần mộ cao hơn, gọn lại. Kỳ lạ, những ngày sau xa đó thím lại thấy ngôi mộ cứ càng ngày càng to thêm ra. Thím Tư sợ quá mới chạy đi nhờ thầy về xem giúp. Thầy thấy vậy bèn bảo phải cúng trấn lại mộ, tránh ảnh hưởng tới người sống. Thím Tư cũng liền sắp lễ rồi rước thầy đến cúng. Cúng rồi thím còn cho người mang gạch lên xếp xung quanh phần mộ cho yên tâm. Ấy vậy mà hôm sau người ta lại gọi: "Chị Tư ơi, mộ anh Tư nhà chị lại bị cái gì mà phình ra rồi. Nó to quá, đổ cả gạch chị mới xếp. Chuyện này lạ lắm, chị thử đi xem thầy xem có điểm gì không." Thím Tư bất lực vì mới hôm qua thím đón thầy cúng về nguyên một buổi. Vừa cúng vừa vuông mộ xong mà nay cái mộ lại phình ra như vậy. Thím chạy lên xem lại phần mộ của chú Tư lần nữa, y gạch xếp lại gạch rồi vuông đất lên trên cho cao. Đến trưa thím về nhà mẹ kể lại chuyện cho người nhà nghe. Mẹ thím bấy giờ bán tín bán nghi bảo hay đó là mộ kết. Thím Tư ngạc nhiên: "Mộ kết là gì ạ?" Mẹ thím đáp: "Mẹ nghe sư thầy giảng về mộ kết thì những vong linh khi bỏ thân, nếu còn chấp niệm với thân xác mà vong linh lại có phước báu thì họ sẽ trở thành ngạ quỷ có phước, hoặc đó là những thần linh có phước thì họ cũng sẽ có oai lực. Cho nên họ sẽ tìm cách để bảo trì thân xác của mình bằng mọi cách. Do đó mà có hiện tượng mộ kết. Nó sẽ khiến cho vùng đất xung quanh mộ cứ nở ra mỗi ngày. Con xem có đúng vậy không?" Thím Tư chẳng biết điều đó có đúng hay không, nhưng quả thực ngôi mộ cứ phát triển bè ra theo chiều ngang từng ngày. Vừa về tới nhà
thì nghe có người chạy vào báo: "Chị Tư ơi, mau ra nghĩa địa mà xem, cái mộ của anh Tư lạ lắm, người ta đang ở trên kia nói chuyện ầm ầm về mộ của anh Tư kìa." Thím Tư lại tất tạ chạy ra nghĩa địa, thấy một nhóm người đang xúm lại xung quanh ngôi mộ của chú Tư. Thím hỏi: "Mấy người có chuyện gì mà đứng hết ở đây vậy?" Một người đáp: "Bên làng mới có người mất nên thuê tụi tôi đến đào huyệt, nhưng không hiểu sao chúng tôi không đào được, cứ nhấc cái thủng lên là phần mộ bên này phát ra âm thanh lạ." Thím Tư thực sự không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với ngôi mộ của chồng. Thím hỏi: "Các bác đến đào huyệt thì cứ đào đi, mộ mới đắp mấy ngày thôi mà." "Không phải là tôi muốn tò mò đâu, mà tại chúng tôi được thuê đào chỗ bên cạnh, nhưng cứ hễ đặt thủng xuống thì cái mộ nhà chồng chị cứ phình ra. Mấy đứa thanh niên lúc nãy sợ quá chạy hết rồi." Thím Tư nhìn mộ rồi lại nhìn mấy người đào mộ. Thím chép miệng rồi sang mộ của chú Tư đốt hương nói chuyện: "Mình ơi, người ta đến đào huyệt chôn người mới mất, chắc họ làm mạnh tay ảnh hưởng tới mình nghỉ ngơi phải không? Mình kệ họ đi." Thím Tư với mẹ bàn về mộ kế chưa xong thì đã nghe thấy người ta kéo nhau đi trạm xá. Bà Phương mẹ Thím Tư đứng ngó lên hỏi: "Quái lạ, ai làm gì tai nạn mà kéo nhau lên hết trạm xá thế kia?" Thím Tư nhìn theo thì thấy các bác mới đào huyệt bên cạnh phần mộ của chồng thím, liền buộc miệng: "Mấy bác này đang đào huyệt mà, sao lại kéo nhau lên trạm xá nhỉ?" Bà Phương chạy ra hỏi thăm thì thấy một người đáp: "Không hiểu sao mấy ông kia đi đào mộ thuê tự nhiên cãi vã nhau rồi đánh nhau trên ấy, giờ thì người vỡ đầu kẻ rách đùi kia kìa." Thím Tư thắc mắc: "Sao lại thế chứ? Con vừa trên đó về xong, có bốn người được thuê tới đào huyệt ngay phía dưới chỗ chồng con nằm đấy mà, sao lại đánh nhau tới mức vỡ đầu được nhỉ? Mấy người này thân nhau lắm mà, cái mộ nào trong làng họ không đào đâu." Một người đáp: "Tôi nghe tiếng họ cãi vã nhau to lắm, rồi một lúc thấy họ thóc làng thóc nước. Bác trưởng kia bị vỡ đầu, chú Mê thì bị lũng đùi, còn cái chú Ca thì què tay đấy." Thím Tư hỏi: "Mà sao họ lại đánh nhau chứ? Lúc nãy tôi ở trên đó về, họ còn nói chuyện vui vẻ lắm mà." Một chú công an xã vội sang hỏi han: "Sao mọi người lại đánh nhau?" Chú Ca tức giận: "Tôi có làm gì đâu, tự nhiên hai ông kia cầm thủng đánh nhau đẩy tôi ngã, tay què rồi đây này." Chú Mê đáp: "Mày lấy cuốc đập lưng tao mà nói không làm gì." Chú Ca tức lắm: "Này, anh đừng ngậm máu phun người, tự nhiên hai anh đánh nhau rồi đẩy tôi ngã." Bác trưởng tức quá mới bảo: "Hai chú nói linh tinh gì thế? Hai chú đánh nhau, tôi muốn can ra thì bị ăn ngay cái cán mai vỡ cả đầu, chứ tôi đánh ai mà bảo tôi đánh." Ba người cãi vã nhau, cả ba đều không nhận mình đánh đối phương. Những người xung quanh nghe câu chuyện không hiểu đầu đuôi thế nào. Chú công an yêu cầu mọi người giải tán để bác sĩ sơ cứu cho người bị thương. Do ba người đánh nhau nên phần huyệt chưa đào xong, gia đình bà Phước phải tìm người khác đến đào mộ. Họ tìm chú Miêu Xịn, nhưng do sợ mình chú đào không xong nên tìm thêm ông Đề tới làm. Cả hai sang nghĩa địa, thấy đất mới đào được một chút nên nhanh chóng mỗi người một cái cuốc chim cuốc đất. Đột ngột ông Đề bị cái gì đó đập vào sau gáy. Ông quay sang bảo: "Này chú Miêu, tôi đứng cách chú xa thế mà chú còn đập vào tôi." Chú Miêu ngước đôi mắt lờ đờ lên hỏi: "Ông uống chưa mà xỉn thế? Tôi có làm gì đâu." Bỗng nhiên bịch một cái, tiếng viên gạch đổ làm cho cả hai giật mình quay sang. Ngôi mộ chú Tư tự nhiên lại nở thêm một chút, làm viên gạch vây bị đổ. Ông Đề lầu bầu: "Tổ sư, làm hết cả hồn, mồ mã gì mà cứ trương phền thế kia." Chú Miêu nhíu mày: "Hình như nó sắp nứt ra nữa kìa, sao tự nhiên lại cứ đùn ra thế nhỉ?" Chú Miêu cầm cái cuốc tiến lại ngôi mộ chú Tư, dập phần đất bên hông mới lở ra,
rồi đặt viên gạch về chỗ cũ. Tự nhiên có tiếng nói: "Cút đi, không được động tới đất của tao." Chú Miêu quay lại hỏi: "Ông vừa nói gì vậy?" Ông đầy đáp: "Nói gì đâu, ở đây có tôi với ông. Ông không nói thì ai nói?" "Chú bị say chưa tỉnh hả? Tôi đã bảo không nói là không nói." Chú Miêu bê viên gạch lên, đặt vào hàng, rồi cầm cái cuốc, tính quay lại tiếp tục đào. Tiếng nói lại vang lên: "Cút đi ngay, không được động đến đất của tao." Lần này chú Miêu nghe rõ mồn một, tiếng nói ấy không phải từ miệng của ông Đề. Khuôn mặt chú tái nhợt, miệng lắp bắp: "Ai? Ai thế? Ai mới nói thế?" Chú Miêu lẩm bẩm: "Có ma, ở đây có ma." Chú kéo tay ông Đề: "Cứu tôi, ma nó đuổi, đi, đi thôi." Ông Đề chép miệng: "Đúng là cái đồ thần hồn nát thần tính, ma cỏ ở đâu ra?" Chú Miêu sợ run lên, bên tai vẫn nghe thấy giọng nói vang lên rõ mồn một. Chú đưa hai tay lên ôm đầu rồi hét lớn: "Tránh xa tao ra, để tao về." Chú luống cuống bỏ chạy, vứt cả đồ nghề, cắm đầu cắm cổ chạy thoát thân, bỏ lại ông Đề một mình ngơ ngác, chẳng thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông Đề quay lại chỗ huyệt, tiếp tục công việc của mình, thì bất thình lình nghe thấy tiếng rủ rê. Ông bạn già, nghỉ tay, làm chén rượu rồi hãy làm. Ông lầu bầu chửi: "Tổ sư bố, con ma cái quỷ chỗ nào, đến đây phá ông mày nhá." Ông đi làm kiếm miếng cơm, chứ ông có đi chơi đâu mà mày rủ ông mày nhậu. Giọng nói lại vang lên: "Ông không nhậu là thiệt đấy nhé. Sau này đừng trách tôi không mời." "Nhậu nhậu cái gì? Giỏi thì ra đây phụ ông một tay rồi ông nhậu với mày." Bất thình lình, một cái bóng đen lù lù xuất hiện trước mặt, khiến ông Đề giật thót tim. Ông nhắm mắt lại, miệng liên tục Nam Mô A Di Đà Phật. "Còn không đi đi, định đứng đây niệm Phật tới khi nào?" Ông Đề bấy giờ chân đã run lập cập, làm gì có sức để mà chạy. Ông giả vờ ngã xa đất ngất xỉu. Cái bóng đen thu lại thụ lụ, cứ như vậy ngồi trước mặt ông Đề. Lúc sau ông Đề mở mắt ra, đập vào mắt ông là nguyên một khối đen không rõ hình thù. Ông sợ quá bò dậy chạy ngược lên núi, miệng hát lớn: "Ma, cứu tôi với, có ma." Đường phía dưới không chạy mà leo ngược lên núi làm gì thế? Bóng đen vẫn lù lù bước theo ông Đề. Ông quay ngược chạy xuống dưới, miệng vẫn hát lên không ngừng nghỉ. Một lúc sau không còn thấy cái bóng đen theo mình, ông Đề mới giảm dần tốc độ, rồi xoay hướng về phía nhà bác Phước, trả lại tiền cọc đào huyệt cho bà. Nhà bà Phước bây giờ đang làm lễ truy điệu. Ai nấy thấy vậy thì sửng sốt, bởi không hiểu tại sao có cái huyệt mà hai đội đào không xong toàn xảy ra chuyện. Bà Phước hỏi han nguyên do thì ông Đề chỉ bảo: "Cái đất ấy có ma dữ rồi, chúng tôi đào không được. Con ma đó dí tôi chạy khắp quả đồi. Chú Miêu còn bỏ chạy trước cả tôi." Cả đám tang hoang mang vì lần đầu nghe chuyện ma giữ đất. Họ bèn nói chuyện với thầy cúng. Thầy tức giận: "Thật là lạ, để tôi lên đó xem sao." Con cháu bà Phước lập tức lấy xe chở thầy cúng ra nghĩa địa. Thầy đứng một hồi rồi nhìn trúng ngôi mộ của chú Tư: "Phần mộ này của nhà nào đây?" "Nhà cái anh Tư mới mất gần đây thầy ạ." "Nghe đâu là đột quỵ, đang đêm ngủ rồi mất lúc nào không ai hay. Sáng ra chị vợ gọi không thưa nên mới biết là mất. Cái người này chết trúng giờ thiên nên có quyền lực đặc biệt. Đã vậy nhà họ lại tìm được đúng huyệt vị long mạch tốt nên mộ kết sớm. Chỉ e là ma này giữ đất, không cho bên nhà ta đào huyệt rồi." "Sao lại thế chứ? Nghĩa địa là đất chung, nhà chúng tôi mua lớp đất này rồi, ai có quyền cấm chúng tôi chôn cất ở đây? Thật là vớ vẩn." "Thầy khuyên mọi người nên gọi gia đình nhà chú Tư đến nói chuyện,
xem ý người âm thế nào. Còn không thì phải tìm vị trí khác để đặt mộ. Tốt nhất là giải quyết càng sớm càng tốt. Người cũng có cường hào ác bá, ma cũng vậy. Giờ nó có quyền lực đặc biệt, nó không muốn người khác chặn đầu ngáng mặt, thì nhà bà có thuê bao nhiêu người đào cũng chẳng xong. Không làm cẩn thận rồi còn nguy hại tới chính mình. Sau cùng, bà Phước cho cháu trai tới gặp Thiếm Tư nói chuyện. Mấy anh em nhà chú Tư nghe tin cũng chạy tới nhà Thiếm Tư bàn bạc chuyện. Họ quyết định ra nghĩa trang xem rõ thực hư thế nào. Phía bên bà Phước cũng cho một đoàn con cháu họ hàng xa ra nghĩa trang. Họ quyết tâm đào cho bằng được cái huyệt này theo chỉ đạo của bà Phước. Thầy cúng làm lễ ngay tại vị trí đào mộ, cho đốt rất nhiều tiền vàng. Thấy gia đình Thiếm Tư lên, chú trưởng liền bảo: "Gia đình tôi mong gia đình bên ấy làm lễ để anh Tư an nghỉ, để chúng tôi đào cho xong huyệt mộ, còn lo việc cho ông nhà tôi." Thiếm Tư cũng không phản đối gì. Thiếm bảo: "Mọi người đào thì cứ đào đi, để tôi thắp hương nói chuyện với chồng tôi." Thiếm nhanh nhẹn lên hương khấn vái, nói chuyện trước phần mộ chú Tư, khuyên chú an nghỉ, đừng bận tâm tới nhà bên cạnh. Mấy người kia bắt đầu đào huyệt. Quả nhiên, họ thuận lợi đào xong ngay chiều đó. Sáng hôm sau, Thiếm Tư và mấy người em cũng đi đưa đám ma, tiện thể thắp hương nhận mộ cho chú Tư. Tuy nhiên, lúc chuẩn bị hạ nguyệt thì người ngã, kẻ trượt chân, thiếu chút nữa quan tài bị đổ. Thầy cũng đứng đó mặt tái mét. Bà Phước thấy vậy bèn hỏi: "Có chuyện gì vậy thầy?" Thầy quay mặt đi lẩm bẩm: "Không xong rồi, mộ này không thể hạ được đâu." Cả đám ma bị lời nói của thầy cũng làm cho hoảng sợ. Con bà Phước hỏi: "Chuyện là sao vậy thầy? Sao lại không hạ huyệt được nữa?" "Họ giữ đó rồi, nơi này không thể đặt. Nếu nó nổi giận thì e là người sống cũng không yên. Thôi, gia đình mau tìm nơi khác đào huyệt đi, chỗ này không ở được lâu." Nói xong, thầy nhanh chân lùi xuống. Mồ hôi thầy toát ra ướt đẫm khuôn mặt. Thầy dục: "Gia đình đừng cố nữa, cẩn thận kẻo lại chết oan. Nó mạnh lắm, tôi e là không ai động tới nó được đâu." Nó ở đây ám chỉ vong hồn chú Tư. Mọi người nghe chuyện là hiểu ngay lập tức. Con trai bà Phước tức giận đứng trước mộ mà chửi: "Má nó, chết rồi còn giành đất nghĩa địa làm cái gì? Mày giữ đất cho bố mẹ, vợ con, hai anh em mày vậy?" Mấy người em chú Tư nghe thấy vậy thì lại nóng mặt. Họ chỉ tay vào con trai bà Phước mà quát: "Mày nói cái gì thế? Mày rủ ai chết thế hả thằng kia?" Cả hai bên lời qua tiếng lại. Đám tang bị bỏ lỡ giờ tốt hạ huyệt. Bên nhà Thiếm Tư thì cay cú vì bị trù ẻo. Hai bên xông vào chửi lộn rồi đánh nhau. Thầy cúng quỳ xuống đất chắp tay mà lạy. Mấy người đưa tang thấy vậy cũng sợ hãi lùi ra xa. Chính quyền phải cho người xuống dẹp thì hai bên mới ngưng lại. Thầy cúng lắc đầu từ chối: "Xin lỗi, tôi không thể làm lễ ở đây được nữa. Nếu bà không tìm chỗ khác thì tôi không thể giúp được. Chỗ này không thể an táng. Bất cứ ai cố tình an táng chỗ này sẽ không yên với nó." Bà Phước tức giận: "Có chính quyền đây, chúng tôi mua chỗ này chứ có phải cướp đâu. Vậy tôi chào bà, chào gia đình, tôi không giúp được đâu ạ. Tôi xin phép gia đình tôi về." Thầy cúng bỏ của chạy lấy người. Những người ở đó sợ hãi, cũng không ai dám hạ huyệt tại vị trí đã đào hôm trước. Bà Phước mời thầy pháp khác tới, nhưng thầy cũng chỉ khuyên gia đình bà nên đổi vị trí khác. Sau cùng, nhà bà Phước phải thuê người đào huyệt mới cách đó một đoạn, không nằm thẳng hàng với phần mộ chú Tư. Thầy nói chú Tư sẽ không cho ai nằm chắn mặt của mình, nên buộc những phần mộ sâu phải đặt lệch sang trái hoặc sang phải thì mới yên. Người ta nói chú Tư mất giờ thiên, gia đình hạ huyệt chúng huyệt mộ Long Mạch Vương nên kết sớm. Sau này phần mộ chú Tư cứ bè ra xương quanh, lớn hơn hẳn những ngôi mộ khác. Nó ùn ra giống như cái gò đất. Thời gian trôi qua, những ngôi mộ xung quanh lần lượt được cải táng, đưa về nghĩa trang gia đình.
còn lại phần mộ chú Tư cứ chơi chơi ở đó. Cũng không ai đào mộ gần hoặc thẳng hàng chặn đầu chặn chân ngôi mộ của chú Tư. Người ta sợ chú nổi giận bật dậy giữ đất, lại làm hại tới gia đình họ.